Lan Còi TV xin kính chào các cô chú anh chị yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Thì vào chủ đề chính hôm nay thì một số cái hàng sổ nha em. Hôm nay em có một cái mặt bông rất là hay. Đấy. Hôm nay em về ra vườn thì em thấy nở một bông khá là ưng ý của chú anh chị ạ. Cánh nhất bầu, đây cái bông bên cạnh thì nó khác biệt như thế này. Đó, bông này không biết là nên gọi là cánh bầu hay cánh sen đấy. Em thấy cánh nó khá là to ấy và bay. Cánh to và bay lắm. Đó, cái cụm này thì cụm này gồm mấy thân đấy, gồm 3-4 thân gì đấy. Cụm này gồm 3-4 thân của chú anh chị ạ. Đó. Bông này rất là tuyệt. Đây để em. Bông thứ hai thì nó lại không biết con ong hay con gì nó cõng mất cái nhụy rồi. Đấy. Bông thứ hai đây cô chú anh chị ạ. Trông rất là hay cô chú anh chị ạ. Khả năng bông này em cũng sẽ cho vào ở riêng thôi. Nhìn khá là ưng ý cô chú anh chị ạ. Bông này thì mới nở được hai cần này mới nở được hai bông thôi. Đấy hôm nay thì em ra em biết là nó đã nở hai bông rồi chứ. Sau khi thấy được cái mặt bông này thì em phải quay video luôn đấy. Thì cô chú anh chị có cái đánh giá hay nhận xét gì thì để lại comment phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị vào những video lần sau ạ.